Bảo Anh xin chào tất cả quý vị đã đến với chương trình tư vấn sức khỏe và tiêu dùng ngày hôm nay. Thưa quý vị, quả thật là hạnh phúc khi mà các ông bố bà mẹ chuẩn bị đón đứa con nhỏ đáng yêu của mình chào đời. Và càng vui hơn và tự hào hơn khi mà tự tay mình đi mua sắm và chuẩn bị những đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Thế nhưng mà không ít những ông bố bà mẹ cũng rất là lo lắng cũng như là bối rối, không biết là lựa chọn như thế nào để có thể lựa được cái sản phẩm phù hợp với con yêu của mình mà đầy đủ để có thể sẵn sàng cho con nhỏ của mình nữa. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cùng với chương trình tư vấn sức khỏe và tiêu dùng quý vị nhé. Chuẩn bị đón con yêu chào đời luôn là niềm vui sướng và hạnh phúc của các ông bố, bà mẹ, cho dù đó không phải là lần đầu tiên. Với các bà mẹ mà nói thì đây là khoảng thời gian rất háo hức và cũng rất hồi hộp. Bên cạnh việc mong mỏi từng ngày để gặp con thì việc tự tay lựa chọn cho thiên thần nhỏ của mình từng tấm áo, chiếc tất bé xinh hay những chiếc nón ngộ nghĩnh cũng chính là niềm vui, niềm tự hào đối với họ. Đây là đứa thứ hai rồi nhưng mà tâm trạng của tôi rất là vui và phấn khởi khi chọn đồ cho bé. Tôi cảm thấy rất là nôn nao. Tuy nhiên, để chuẩn bị đón thiên thần thì ba mẹ cần chuẩn bị những thứ gì và chuẩn bị ra sao thì đây là điều không hề đơn giản. Nếu như trước đây, đồ sơ sinh chỉ vỏn vẹn là những chiếc tã vải, áo sơ sinh, bao tay, bao chân theo kiểu truyền thống, thì ngày nay có rất nhiều loại đồ sơ sinh với kiểu dáng, mẫu mã khác nhau và kèm theo đó là các tính năng, chất lượng, giá thành cũng có sự khác biệt nhất định. Sự phát triển một cách phong phú của các mặt hàng đồ sơ sinh tạo cho người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn. Các bé yêu cũng được ba mẹ trang bị đầy đủ đồ dùng tiện ích và đẹp mắt hơn. Song điều này cũng sẽ khiến cho không ít các ông bố bà mẹ bối rối khi mua đồ cho con, nhất là đối với những ai lần đầu được lên chức ba mẹ. Cảm giác của mình là mình thấy rất là bối rối vì nó quá nhiều đồ và cũng chưa biết lựa chọn những cái đồ nào cho thích hợp. Chúng ta có thể dễ dàng tìm mua các mặt hàng sơ sinh tại các chợ, các cửa hàng cho đến các siêu thị bán đồ dùng cho trẻ. Nhưng quá nhiều các mặt hàng khác nhau thì đâu là món đồ thực sự cần thiết cho trẻ trong những tháng đầu đời? Và ba mẹ nên mua làm sao cho vừa đủ? Đã có không ít những bố mẹ trẻ mang về vô số thứ nhưng lại chưa phù hợp cho trẻ, chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ đáng yêu của các món đồ sơ sinh bé bé xinh xinh này. Nếu không có cho mình một kế hoạch mua sắm cụ thể thì hầu như ba mẹ nào cũng mắc phải lỗi này khi mua đồ cho con. Chính vì vậy, việc chuẩn bị cho mình những kỹ năng mua sắm là rất quan trọng. Nó không chỉ giúp cho việc mua sắm của chúng ta được tiết kiệm, hiệu quả mà còn thực đầy đủ khi con yêu chào đời. Quý vị khán giả, để giúp cho tất cả quý vị có được một cách chuẩn bị đồ sơ sinh cho con yêu của mình, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Phạm Thị Dưỡng, đại diện cho VivoMart. Xin được chào chị Dưỡng ạ. Dạ, xin chào chị Bảo Anh. Xin chào quý vị khán giả. Chị Dưỡng ơi, khi mà các ông bố bà mẹ đi lựa chọn đồ sơ sinh cho bé thì không biết rằng là các ông bố bà mẹ nên đi mua vào cái khoảng thời điểm nào là thích hợp nhất ạ? Cái thời gian mà các ông bố bà mẹ thường hay tham khảo sản phẩm ấy là tầm tháng thứ tư, tháng thứ năm bố mẹ đã tham khảo sản phẩm rồi. Nhưng mà cái thời gian mà dưỡng nghĩ là tốt nhất ấy thì là thời điểm là tầm khoảng tháng thứ bảy này, thì bé cũng đã gần như là phát triển hoàn toàn. Nếu trường hợp như các mẹ khi mà dự kiến sinh là sinh non chẳng hạn thì mình cũng có đầy đủ sản phẩm để dùng cho con. Chị Dưỡng biết không, khi mà lần đầu mà có em bé thì chắc chắn là các ông bố bà mẹ tâm trạng như chị Dưỡng nói là rất là háo hức, rất là phấn khởi, cho nên là sẽ hoạch định ra là mình sẽ mua cái gì cho con rất là nhiều luôn. Nhưng mà thực tế khi mà bắt đầu là chuẩn bị sắm sửa đồ cho trẻ sơ sinh á thì bắt đầu bối rối rất là nhiều. Nào là thấy rất là nhiều hàng đang được trưng bày nè, rồi tham khảo ý kiến của nhiều người có kinh nghiệm thì mỗi người một ý kiến khác nhau, nên lại càng làm cho các ông bố bà mẹ cảm thấy là khó khăn hơn trong việc lựa chọn. Vậy thì chị có tư vấn gì cho các ông bố bà mẹ để có thể lựa chọn một cách dễ dàng nhất không ạ? Thực ra thì theo như cái kinh nghiệm của mình ấy thì mình thấy rằng là trước khi mà mình đi mua đồ cho con thì đầu tiên là mình tham khảo ở rất nhiều nơi từ các nguồn khác nhau, ví dụ như là từ các cái hệ thống mà chuỗi cho mẹ và bé này, hoặc là kinh nghiệm từ bản thân là ông bà, cha mẹ, rồi những người thân quen mình, rồi trên báo chí, truyền hình. Thì trước khi mà mình đi mua sắm thì mình nên list ra một cái list sản phẩm. Cái list sản phẩm đấy mình sẽ tìm hiểu từ nhiều cái nguồn khác nhau để có thể là hợp cho con của mình nhất. Và từ cái list sản phẩm đấy thì gần như bố mẹ cũng dự tính được là cái phần mà kinh phí mà để mà có thể mua cho con đủ đồ để dùng và chất lượng,
thì cái điều đó nó cũng là một cái điều mà mình cần nên chuẩn bị. Hiện nay thì thị trường là online rất phát triển, nhưng mà với cái đồ mẹ và bé thì mình thấy là những ông bố bà mẹ nên đi tới các cái cửa hàng để mình có thể là trải nghiệm, gần như mình tìm được những cái sản phẩm mà mình có thể rõ cái nguồn gốc xuất xứ rồi sờ tận tay. Như thế thì mình sẽ cảm thấy là ăn yên tâm và có những cái sản phẩm tốt cho con hơn. Còn online thì bạn cũng có thể sử dụng, khi mà bạn đã sử dụng cái sản phẩm đấy quen rồi và bạn mua ở những cái địa chỉ uy tín thì mình có thể là đặt vào những cái lần tiếp theo. Chị Dữ ơi, như vậy là khu vực này là quần áo dành cho trẻ sơ sinh và khăn dành cho bé đúng không chị? Đúng rồi đó Bảo Anh. Thì trong tháng đầu tiên ấy thì mình nên mua cho bé tầm khoảng 5 đến 10 bộ quần áo. Như Bảo Anh thấy đấy, có các loại quần áo ở bên này. Thì trong tháng đầu tiên mình nên cho con dùng cái đồ dài tay Bảo Anh ạ. Khi mà bé mới từ cái môi trường mà trong bụng mẹ ra bên ngoài thì cái cơ địa của bé còn khá là lạnh, nên là mình nên mặc những cái đồ dài như thế để đảm bảo là ấm cho con. Nhưng mà nếu như mà bé sinh ra vào khoảng thời gian là thời tiết nóng thì liệu là mặc áo tay dài thì có khó chịu cho bé không ạ? Đối với thân nhiệt của em bé thì nó khác với thân nhiệt của người lớn. Do đó nên trong tháng thì mình nên, dù là mùa hè hay là mùa lạnh ấy, thì mình cũng nên là cho con mặc đồ dài tay. Và cái số lượng là từ khoảng 5 cho đến 10 bộ đúng không ạ? Nếu như thời tiết lạnh hơn thì mình có thể là cho con dùng những cái đồ di lê để mình mặc ở bên ngoài cho con thì đủ ấm cho con hơn. Những chiếc áo khoác ấm dạng sắp nắp như thế này đúng không ạ? Để khoác thêm cho bé. Ngoài quần áo thì cái đồ mà các mẹ cũng nên sắm cho con trong tháng đầu ấy, đấy là những cái đồ mà khăn xô, khăn tắm rồi khăn mặt. Thì đối với cái dòng mà khăn tắm ấy thì mình có thể là lựa chọn những cái hàng mà khăn tắm bông nó mềm mại cho con. Còn đối với cái dòng khăn mặt ấy thì mình có thể là sử dụng những cái hàng như hàng của Nhật thì cái sợi bông của nó rất là mềm. Mình có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho con. Đối với dòng khăn mặt ấy thì nó sẽ có 3 cái kích thước. Thứ nhất là các mẹ hay mình hay gọi từ chuyên môn, đấy là dòng 2 lớp, 3 lớp và 4 lớp. Thì thường cái dòng 2 lớp mình sẽ để sử dụng cho con để dùng làm khăn mặt. Còn dùng cái dòng 3 lớp, 4 lớp để mình lau sữa cho con hoặc là mình sử dụng vào những cái việc khác. Mình có thể khuyên các mẹ là đối với cái dòng khăn mặt ấy thì mình có thể mua số lượng là khoảng 2 bịch thôi để mình thay đổi liên tục cho con. Ngoài ra thì còn cái khăn để lau những chẳng hạn như lau sữa hoặc là dùng những việc khác cho con ấy thì mình chuẩn bị khoảng 30 cái nữa. Còn đối với dòng khăn tắm thì mình nên sử dụng là tầm 4 đến 5 sản phẩm là khăn tắm xô cho con và 2 sản phẩm là khăn tắm bông cho con. Khăn tắm xô mình để mục đích gì? Khi mà con tắm xong, mình dùng khăn tắm xô thì nó rất là mềm mại và mình thấm nước cho con trước. Sau đó thì mình dùng cái khăn bông để mình quấn con để con giữ được ấm hơn. Ngoài quần áo mà chị vừa giới thiệu với Bảo Anh, khăn mặt, khăn tắm thì Bảo Anh có thể là khuyên các mẹ thêm dùng đấy là cái dòng yếm cho con này, bao tay bao chân, vớ cho con nữa. Ở đây cái khu vực đó sẽ là ở chỗ nào chị? Mời Bảo Anh lên trên này, chị giới thiệu cho Bảo Anh tiếp nhé. Thực ra thì khi mà lựa chọn yếm bao tay bao chân ấy thì rất là dễ thôi Bảo Anh. Đấy là mình lựa chọn những cái sản phẩm, chẳng hạn như sản phẩm này này, thì khi mà nó ôm vào tay của con ấy, nó là cái bo, nó sẽ không để lại những cái vết hằn cho con. Đấy là những cái sản phẩm mà bao tay bao chân thì Bảo Anh có thể là lưu ý như thế. Chị ơi, về bao tay hoặc là bao chân đó, thì mình lựa chọn số lượng khoảng bao nhiêu là được hả chị? Mình có thể lựa chọn là tầm khoảng 5 đến 10 đôi Bảo Anh ạ. Bởi vì là sao? Những cái đôi này thì mình có thể là lựa chọn những cái đôi mà nó giống hình của nhau, để khi trường hợp mà các mẹ giặt cho con ấy nó bị lẫn thì các mẹ cũng sẽ có những cái đôi bao chân bao tay vừa nhau để mình đi cho con thì nó sẽ hợp lý hơn. Đối với nón sơ sinh ấy thì mình lựa chọn là những cái dòng nón mà cô tông, đội lên thì em bé sẽ cảm thấy là thoải mái. Hơn nữa là trong cái em bé, cơ địa của em bé thì nó nóng hơn người lớn nên thường nó sẽ có mồ hôi, thì cái chất liệu cô tông nó sẽ giúp là thấm hút mồ hôi rất là tốt luôn. Cái số lượng thì cũng như tầm như bao tay bao chân hoặc là yếm hoặc là nón, mình có thể lựa chọn là từ 5 đến 10 chiếc để sử dụng cho con trong những tháng đầu. Sau đó thì tùy vào cái cân nặng của con để mình có thể điều chỉnh, mình mua cái loại mà nó to hơn để phù hợp với con hơn. Ngoài yếm, bao tay, bao chân thì Bảo Anh cũng có thể chia sẻ cho các bạn là mình dùng thêm vớ đi chân ấy. Trường hợp mà khi mà mình cho con dùng ở trong điều hòa buổi tối thời tiết lạnh hơn để giữ ấm hơn cho con thì mình có thể là dùng vớ.
thì vớ mình cũng có thể mua từ 3 đến 5 đôi cho con. Dạ, vớ dạng như thế này đúng không ạ? Đúng rồi. Cái chất liệu của loại vớ này thì mình sẽ lựa chọn như thế nào ạ chị? Đối với cái dòng vớ này thì mình lựa chọn những cái chất liệu mà nó có thể co giãn được để cho con dùng nó thoải mái hơn. Và cái phần mà ở bên trên ấy thì nó không quá là cao, gây khó chịu cho con. Ngoài ra thì bây giờ có rất là nhiều các cái loại tã cho con ấy. Thì như ngày xưa các mẹ hay dùng là những cái miếng lót sơ sinh. Nhưng thực tế bây giờ thì ở các bệnh viện lớn, các bác sĩ cũng khuyên dùng ấy, là mình có thể dùng tã luôn cho con từ những ngày đầu để các mẹ cũng đỡ vất vả hơn. Hơn nữa là có những cái dòng tã nó chuyên dụng cho con, và dùng thì các bé không có bị dị ứng hoặc là bị mẫn cảm. Ngoài ra thì đối với bé sơ sinh trong những ngày đầu này thì các mẹ khi mà cái lượng sữa nó cũng chưa có về ngay, nên là mình cũng nên là dự trữ cái sữa công thức cho con. Và sữa công thức cho con thì mình có thể là sử dụng những cái dòng nhạt mát để làm sao khi các mẹ có sữa về thì con mình cũng có thể dễ dàng sử dụng sữa của mẹ. Hiện nay thì báo đài rồi là các phương tiện truyền thông ấy rất là khuyên dùng, đấy là mình nên dùng sữa mẹ cho con trong những cái tháng đầu. Thì thường thường là sau khi mẹ sinh thì mẹ sẽ biết được cái lượng sữa của mình nhiều hay ít, thì các mẹ có thể là chuẩn bị, đấy là cái máy hút sữa, hoặc là cái lượng sữa của mình nó quá nhiều thì mình dùng những cái túi trữ sữa hoặc là bình trữ sữa để mình có thể trữ sữa rồi mình dùng cho con những cái tháng tiếp theo trong cái quá trình mà mẹ đi làm mà ở nhà con không có sữa mẹ để dùng. Thì cái điều đó cũng là cái điều mà các mẹ có thể là lưu ý, và trong khi mà đi làm mình vẫn thể sử dụng được sữa mẹ cho con. Chị Dưỡng ơi, bố mẹ sanh bé thứ hai thì cũng sẽ có một cái thói quen là tận dụng lại những cái vật phẩm, những cái đồ dùng của bé đầu tiên. Vậy thì theo chị, nếu mà đưa ra một lời khuyên cho khách hàng thì những cái vật dụng, những cái đồ dùng nào của bé thứ nhất mình có thể tận dụng lại cho bé thứ hai để có thể đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe của bé? Thực ra thì đối với những cái hàng mà mình có thể là sử dụng lại cho con ấy thì nó là những cái sản phẩm mà mình cũng cảm thấy rất là yên tâm, bởi bé thứ nhất dùng rồi nên mình cũng biết về cái chất lượng của nó rồi, đúng không ạ? Thế nên là theo như cái kinh nghiệm của mình thì mình thấy được rằng đấy là những cái sản phẩm đấy thì mình chỉ cần lưu ý một điều duy nhất, đấy là cái chất lượng của sản phẩm mình còn có thể sử dụng được không. Ví dụ như đối với những cái sản phẩm vải thì tất nhiên là hàng nó sẽ còn mới này, những cái đường kim mũi chỉ của nó vẫn còn nguyên vẹn này. Còn đối với những cái sản phẩm đồ dùng ấy thì mình có một lời khuyên, đấy là đối với hàng bình sữa núm ti thì mình không nên sử dụng lại cho con, bởi vì từ bên nhà cung cấp thì người ta cũng khuyến cáo là mình nên dùng bình sữa hoặc núm ti trong vòng 6 tháng là mình thay cho con thôi, bởi vì cái chất liệu nhựa của nó sau 6 tháng thì nó cũng đã có cái sự thay đổi rồi. Còn ngoài ra thì mình có thể sử dụng thêm cho con những cái đồ chơi, sử dụng lại những cái đồ chơi của bé trước này, hoặc là sử dụng lại những cái đồ nôi cũi này, những cái đồ xe đẩy này, thì cũng sẽ rất là mình tiết kiệm được chi phí và mình cũng an toàn khi mà mình sử dụng những cái sản phẩm mà mình đã lựa chọn từ trước rồi. Dạ, xin được cảm ơn chị Phạm Thị Dữ rất là nhiều vì ngày hôm nay chị đã chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích cho các ông bố bà mẹ khi mà chuẩn bị đồ cho thiên thần nhỏ của mình ạ. Xin cảm ơn Bảo Anh, xin chào quý vị khán giả. Giặt quần áo trẻ đúng cách. Đọc hướng dẫn bảo quản quần áo, luôn đọc nhãn mác hướng dẫn bảo quản quần áo trước tiên. Với mọi loại quần áo, bạn nên làm theo các chỉ dẫn của nhà sản xuất. Đồ ngủ loại tốt của trẻ sơ sinh thường chống bắt lửa, và nếu không cẩn thận thì một số chu trình giặt có thể làm giảm khả năng này của vải. 2. Giặt riêng quần áo của trẻ. Giặt riêng quần áo của trẻ bằng tay. Nếu mẹ không có thời gian, mẹ có thể chọn chế độ giặt nhẹ trên máy, phù hợp với chất liệu quần áo mỏng và mềm của bé. 3. Luôn dùng nước giặt xả phù hợp. Luôn sử dụng nước giặt và xả vải dành cho trẻ sơ sinh với mùi hương tự nhiên, êm dịu và được các chuyên gia da liễu chứng nhận phù hợp với quần áo trẻ em. 4. Để riêng quần áo của trẻ. Lưu ý nên đựng quần áo dơ của bé trong rổ riêng, vì quần áo của người lớn thường sẽ có nhiều vi khuẩn và bụi bám vào do tiếp xúc nhiều với môi trường bên ngoài, nên khi để chung với quần áo của bé sẽ không đảm bảo an toàn và sức khỏe cho bé. Ngoài ra, nếu đồ của bé được đựng riêng biệt thì sẽ dễ dàng hơn để bạn kiểm soát và biết khi nào chúng cần được giặt. Sấy lại quần áo cho trẻ. Nên cho đồ vào máy sấy sau khi phơi quần áo trên dây ngoài trời nắng. Đây là cách rất hiệu quả để đảm bảo quần áo hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ khi bé mặc. Thưa quý
quý vị khán giả, với phần tư vấn của khách mời ngày hôm nay thì hy vọng là các ông bố bà mẹ đã có thể chuẩn bị được một cách dễ dàng những đồ dùng cần thiết cho trẻ nhà mình khi chào đời, và đặc biệt là trong 3 tháng đầu đời quý vị nha. Và riêng bố anh thì ngày hôm nay bố anh cũng đã lựa chọn được 2 phần quà tặng dành cho trẻ sơ sinh rất là đáng yêu cho người bạn thân của mình rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu như mà các bé nào mà có một cái biểu hiện ngay từ nhỏ về năng khiếu nào đó hoặc là đam mê nào đó mà kéo dài cho đến lúc lớn thì quá hay.